Xin chào các bạn nha, hôm nay mình cùng xem anh thợ sơn cái dàn đắp bờ các bạn. Đang đập cái ba dớ ra các bạn, đập ba dớ ra để cất mà ghét ra cho nó hết, để sơn vô cho nó chất lượng thôi. Này men con bằng sắt luôn ha.
Này sơn cũng mau quá ha. Thì lấy xe nâng lên cái nữa là rồi rồi. Nâng lên mà mình mới sơn cái nữa ha. À, nâng lên rồi mình sơn thêm lớp nữa. Sao ổng không làm cái bằng inox đó ta? Inox cả nó. Dạ, có cũng nhiều loại ha. Nói chung là nhiều loại, cái này là ta đặt nè. Dạ. Ta đặt này. Ta đặt nào làm đấy. Inox bằng inox. Inox mới vậy sao rồi đó. Vậy à, nhân tháng 9 triệu ha. Mày làm ngày nào tới ngày nấy là làm tháng chứ không có làm tháng, không có làm xuyên suốt được đâu hả? Này không bao cơm nước luôn hay sao? Bao cơm ha, bao cơm mà cũng như là 200 mấy à, rồi bao cơm nữa mấy 300. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà làm đây khỏe hơn đi Sài Gòn. Đúng rồi.
bên mình bán mỗi cái dạng đắp bờ gì là 15 triệu các bạn. Nếu đặt inox thì chất liệu inox thì giá khác hơn. Vận chuyển tới nhà các bạn.